tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Khung Rêu của tác giả nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn học toàn quốc năm 1930, được nhà xuất bản Kỵ Sĩ, cũng là nhà xuất bản do bà Nguyễn Thị Thụy Vũ làm chủ, phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 9. 29 tháng chạp, buổi chiều trong vắt, gió khô và lạnh. Ông Phủ thẫn thờ đi dạo trong sân. Ông đón cái Tết không một chút hào hứng vì những sự lủng củng trong nhà. Canh đã đi biệt mấy hôm nay. Lúc này ngoài thú ghiền trà tàu, ông lại thích chơi cờ tướng với lão Tự. Ông không còn ưa săn sóc mấy chậu bùm sụm, càng thăng, kim quýt nữa. Nhưng gặp những chiều lạnh ráo, ông thường lui tới trong sân. Đôi khi ông bẻ một nhánh trắc bách diệp, rồi thơ thẩn cầm trong tay suốt buổi chiều. Tiếng nói cười của lũ con cháu như rời rạc, không dính líu gì đến cuộc sống riêng tư của ông. Sự bất mãn về Canh, về Chiêu làm ông như hết tha thiết với hiện tại. Đôi lúc ông cũng chợt nhớ đến thời kỳ mà ông và lão Tự bằng tuổi con cháu ông bây giờ. Thật ra thời kỳ đó cũng đã xa quá, hết làm ông xúc động nổi. Chiều nay ông rời khỏi sân trước và len lỏi trong khu vườn bên hông nhà. Trời chiều xám ngắt, ghe thương hồ và xuồng câu tôm dưới bến đã thắp đèn le lói trong màn sương mỏng. Một giọng hát vọng cổ trong vắt chới với ngoài vàm sông, theo cánh gió và con nước đưa về. Tiếng rào rào từ khu vườn thật mơ hồ. Ông Phủ lại tiến về hòn non bộ. Thụ đang lơm khơm ngắm những con cá thi thi tàu vàng rực rỡ, đang trững dởn trong đám rong mềm mại. Nghe tiếng dép sau lưng, Thụ ngẩng lên nhìn cha, cười trống rỗng. Ông Phủ bước lại gần Thụ, ôn tồn. Con có thấy lứa cá của con mua vừa rồi đã lớn chưa? Thụ gãi đầu. Hình như có mấy con chết. Ông Phủ nhìn chăm chú vào mặt nước trong veo. Thụ ngó quanh một lúc ngập ngừng. Thưa ba, con muốn nói với ba một chuyện khá quan hệ. Ông Phủ hơi sửng sốt. Con cứ nói. Chị Ngà đã có mang. Ông Phủ hoảng hốt. Sao con biết? Thụ cười buồn. Chị ấy đã thú thật với lão Tự. Lão Tự nhờ con nói lại với ba, nhờ ba giải quyết gấp giùm chị. Ông Phủ đứng sát gần Thụ hơn và hạ thấp giọng. Nó đã có mang với... Thụ tiếp lời cha. Với ba. Đáng lẽ chị phải tỏ thiệp với ba, nhưng chỉ còn ngại. Ông Phủ tằng hắn. Biểu nó lên gặp ba tối nay. Thụ thêm. Tất cả mọi người trong nhà đều biết chuyện đó, trừ dì. Dì vốn hiền đức, làm cho dì buồn là chuyện không phải. Ông Phủ lặng thinh một lúc. Bầy dơ trong nắng chập chờn trên mái ngói và trên cây nhãn. Ông Phủ tưởng chừng mình trải qua một cơn say. Thần sắc ông rời rã, không khí như ứa nghẹn trong lồng ngực của ông. Lại một vụ rắc rối nữa đây. Bàn tay ông mân mê thành hòn non bộ. Bất chợt ông bắt gặp khuôn mặt có nhiều đường nhăn của mình lồng trong đáy nước. Phải tìm giải pháp gì đây? Ông bối rối. Mình đã quá già, lại còn phải va vào những phiền phức đáng trách. Thụ len lén nhìn cha. Đôi mày rậm và xếch ngực của ông nhíu lại, dần trán hằn sâu. Thụ ôm tồn. Ba tính sao bây giờ? Hoàn cảnh chị Nga cũng đáng thương. Ông Phủ im lặng một lúc rồi cười gượng. Bà phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, cũng như với mẹ nó. Liệu gì có sự tử tế với chị không? Việc gì cũng do ba định đoạt hết. Bất quá bà phiền trách ba, nhưng mọi việc rồi đâu cũng vào đó. Ông Phủ quay lại hỏi Thụ. Còn ý con như thế nào? Thụ ngẫm nghĩ một lúc lắc đầu. Thật tình con không muốn xử bỉ chuyện riêng tay của cha mẹ. Dù sao con chị Ngà vẫn là em của con. Ông Phủ cười ngượng nghịu. Trong tất cả mấy đứa con, ông yêu Thụ nhất vì chàng có nét mặt hao hao giống người vợ đã quá cố của ông, và vì tánh tình phóng khoáng hào sảng của Thụ hơn hết. Thụ thường làm kẻ trọng tài, là cái móc nối của mọi thứ hiềm thù vụn vặt trong nhà.
Thụ cầm chiếc vật lưới đựng lăng quăng cho vào hòn non bộ. Bầy cá thấy mồi dành ăn, làm sóng sánh mặt nước. Thụ giả bộ theo dõi đàn cá vàng rực rỡ, làm như chuyện vừa phát giác không có gì quan hệ, để làm cho ông Phủ an tâm đôi chút. Ông Phủ che miệng ngáp. Quà Tết hẳn hay. Ba sẽ cư xử mọi việc vuông tròn, con đừng lo. Ông lại châu mày. Tuy nhiên thế nào gì con cũng phiền giận, nhưng mọi việc lỡ rồi. Giả lại vì con biết phục tùng ba, ba có thể năn nỉ ỷ ôi vì con thương giùm cho ngài và đứa nhỏ. Thụ ngắt lời. Có lẽ ba nên thú thiệp với dì nội trong ngày mai, kẻo ăn Tết mất ngon. Ông Phủ dục thấy mình phiêu lưu một cách vô vị. Mối tình của ông đối với ngà không còn bồng bột. Sự thỏa mãn chiếm được tấm thân trẻ trung, mát rượi cũng chỉ chừng mực thôi. Ông ngạc nhiên là đáng lý ông phải sôi nổi như vừa bắt đầu một cuộc phục sinh. Thì ra ông đã già, già một cách đáng giận. Ông Phủ giật mình vì có tiếng dép lẹp xẹp của bà Phủ tiến về phía hành lang. Bà Phủ bước xuống thềm, cười nhìn chồng, rồi ngó Thụ. Hai cha con làm gì ngoài này từ chiều tới bây giờ? Thụ cười xòa dục. Dì lại đây, con chỉ cho dì coi mấy con cá thia thia tàu này. Bà Phủ trong bộ đồ nhiễu tàu trắng mát, vắt trên vai chiếc khăn sọc đỏ, đụng đỉnh bước lại gần Thụ. Bà nói với ông Phủ. Không biết thằng này nó giống ai mà mê chim mê cá dữ vậy? Thụ lè miệng. Con giống gì chứ còn giống ai? Bà Phủ vỗ vào bờ vai nở rộng của Thụ. Dì mê chim mê cá để đem đi thả làm phước, chứ dì đâu có mê nhốt nó. Thụ cười hồn nhiên. Bộ dì làm phước phóng sanh chim cá để mai sau về hầu dưới chân Phật hay sao? Chừng nào dì có lên cõi niết bàn, nhớ nếu con lên theo với ngang. Bà Phủ lấy chiếc khăn lau vành môi. Con nặng như vậy làm sao dì níu cho nổi? Bà ngó qua ông Phủ. Phải thằng Chiêu chịu đi tu, tôi theo nó liền. Tôi còn nấn ná ở ngoài thế gian là vì ông và vì con đó thôi. Vợ chồng nhìn nhau sầu thảm, không khí chung quanh có vẻ nặng nề. Thụ bèn nói dịu. Con thích xuống âm phủ hơn, vì ở dưới đó chắc đông người, vui hơn cõi niết bàn. Bà Phủ rầy. Đừng có nói xàm, rủi gặp giờ linh Phật Kim Cang La Hán phạt ngang con. Ông Phủ đã vô nhà từ bao giờ, vì không còn lòng dạ nào tham dự vào câu chuyện giữa bà Phủ và Thụ. Ông cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Từng tuổi này ông còn mắc vào những phiền phức vô ích. Ông không ngờ mình sẽ có thêm một đứa con không mảy may mong đợi, không mảy may ước muốn. Đối với con cái, ông cảm thấy mỏi mệt, không còn đặt kỳ vọng vào một đứa nào. Rồi hình ảnh Cành lại hiện lên. Ông cảm thấy như một vết thương sưng húp, cần phải giải phẫu. Ông muốn từ bỏ Cành, may ra sau này Thụ sẽ hưởng được phần đất hương quả. Thụ có tinh thần gia tộc nặng, cách đối xử của Thụ sẽ gắn liền với người sống của dòng dõi họ Nguyễn, để tránh khỏi cảnh phân tán, và nhất là phần hương quả mấy đời không suy xuyển. Gia tài của ông một khi rơi vào tay Canh, chắc chắn họ hàng không hề léo hánh tề tựu về dưới mái nhà này vào những ngày Tết nhất dỗ chạp nữa. Người chết cũng sẽ không nơi nương tựa ấm cúng. Ông chợt nhớ, có nhiều lần Canh hỗn sược dọa ông là sẽ vô đạo Thiên Chúa, khỏi phải thờ phượng cúng kiến ai hết. Lúc đó ông chẳng thua con, đập bàn hét. Thà tao làm cô hồn cắt đáng, chịu cảnh nhang tàn khói lạnh đói khát, còn hơn hưởng độ cúng của mày. Còn sống sợ sợ đây à, tao còn bị mày coi chẳng ra gì, huống hồ lúc tao nhắm mắt xuôi tay. Cũng có lần ông mát mẻ nói với Canh. Mày lo gì, tao mà chết rồi đó mày chịu khó quan sát tao trong nhà này chừng 10 ngày nửa tháng. Chừng đó thiếu gì người đến đem tiền phúng điêu, để cho mày kiếm chác thêm mớ nhắm nộp cho tiệm hút. Ông Phủ ngồi trên ghế xích đu, tịnh bưng cây đèn hoa kỳ đặt trên chiếc bàn tròn kê gần tủ sách. Buổi chạm vàng ở đây tẻ ngắt, thường thường ông Phủ vừa uống trà vừa xem sách cho đến giờ đi ngủ. Càng già ông càng xa lánh mọi người. Chiêu càng lớn lên càng khơi cho ông bao nhiêu mối chua chát thất vọng. Ông sực nhớ trước khi cụ cả bà qua đời có dặn: một đời người trước làm quan, ba đời sau sẽ suy sụp. Mày ráng để ý, đừng có bỏ tiền đi bao kiện, đựng lộc gia cạo giải dân chúng, thì lũ con mày sau này mới mong có cơ hội nở mày nở mặt với đời. Trí óc ông lại quay về với đứa nhỏ bất đắc dĩ của ông hiện nằm trong bụng ngà.
Thật không ngờ ông lại thêm một gánh nặng nữa. Điều gì đã khiến ông đi quá xa? Trong thời kỳ còn xông pha vào vòng quan lại, ông đã không chuốc lấy những mối tình vụng trộm. Bây giờ bỗng dưng một chút rạo rực gì đó mọc lên trên nấm xương thịt bắt đầu tàn tạ của ông, để ông thông gian cùng ngà. Có phải vì một nỗi thất vọng về con cái mà ông lại xoay qua tìm cảm giác mới bên thân thể tràn trề nhựa sống của người tớ gái? Ông Phủ thở dài tự hỏi, liệu mình có bảo bọc ngà được vuông tròn như mình đã hứa với Thụ không? Ông Phủ lần về phía nhà sau. Ở đây rộn rịp. Bà Phủ lau sạch lá dâm cho Tịnh và Ngự gói nem chua và bì. Lão Tự cùng lại chăm chỉ chùi bóng ly tách, chỉ thiếu mặt ngà. Mọi người vẫn thản nhiên làm việc khi ông đi qua. Ông Phủ lại lên nhà trên, thả người trên ghế trường kỷ. Ông nghĩ đến một nếp sống an nhàn, có con cháu quây quần đông đúc, có bông kiển, chim cá làm thú tiêu dao. Việc nhà giấy má tiền bạc lúa thóc đáng lẽ giao hết cho đứa con trưởng nam chấp chưởng lo liệu. Bà Phủ thường chăm sóc sức khỏe cho ông. Bà đã mua được một thứ yến huyết đỏ sẫm và trong vắt chưng đường phèn cho ông dùng. Bà lại còn giao thiệp với một ông thầy thuốc Quảng Nam mua những thang thuốc bổ gia truyền để ngâm rượu. Uống thứ rượu này, tóc bạc cũng trở lại xanh tốt, răng không rụng vì tuổi hạt chồng chất lên cao. Nhưng yến huyết và rượu thuốc rồi cũng phải vô hiệu trước nỗi thất vọng của ông. Buổi chiều Thụ đi thơ thẩn bên hòn non bộ. Bóng tối bắt đầu bôi xóa lem luốc hàng cây nguyệt quế. Thụ vui chân đi về dãy nhà ngang một cách chậm rãi, nhàn hạ. Chàng ngắm từng gốc cây trong vườn, từng chiếc băng đá bằng cẩm thạch quyết đặt dưới những gốc cây. Khóm già lý bắt đầu nhả ra từng đợt hương mong manh. Thụ lần ra sàn nước, đứng bên cạnh gốc chú sữa già cằn cỗi mà hôm qua chàng chỉ hái được vài mươi trái màu tím thẫm, lớn bằng cái trứng ngỗng. Chàng ngước mắt nhìn lên tận ngọn cây, chợt nhớ đến lời lão Tự lúc chàng đặt nhánh trầu bà dưới gốc chú sữa. Cậu chưa đúng 40 tuổi, trồng trầu bà không sống đâu. Rồi lão giành lấy cuốc xẻng trên tay Thụ và đặt dây trầu xuống đất. Mỗi năm Thụ chỉ có dịp về nhà vào mấy ngày Tết và hai tháng mùa hè. Rời xa gia đình, thiếu thốn mọi săn sóc chiều đãi của những người thân yêu, Thụ vẫn giữ được một nếp sống tình cảm an ổn. Đến đâu chàng cũng tạo được cho mình một khung cảnh ấm cúng. Chàng vui vẻ giao thiệp, xoay trở nhậm lẹ và khéo léo ở mọi hoàn cảnh. Chàng bằng lòng dễ dàng về mọi sự. Trong thâm tâm, Thụ chỉ muốn thi đỗ bằng thành chung, rồi lui về nhà dạy học và lập vườn, trồng rẫy. Chàng không hề ôm ấp những giấc mộng to lớn rườm rà. Chàng yêu chốn chôn nhau cắt rúng không phải vì nó có một hấp lực thiêng liêng hay gợi cho chàng một mớ kỷ niệm thời thơ ấu. Thụ chỉ muốn sống tầm thường, giản dị giữa bầu không khí thân thuộc nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng đôi khi, nhìn dòng sông lười biếng chảy dưới ánh trăng, ngọn đèn bão leo lét của mấy chiếc ghe thương hồ, chàng cũng nhận thấy có một chút gì sao gợn thảm sầu trong giấc mơ phẳng lặng của mình. Cậu Thụ! Thụ quay lại, lão Tự đứng sau lưng chàng từ bao giờ. Bằng giọng đều đều, lão nói, tôi buồn quá cậu à, nhà mình lúc này không mấy an ổn. Có lẽ hôm tôi mướn thằng Tám thợ mộc sửa cái cửa hông không coi ngày tốt, cho nên quan phủ lẩm cẩm làm chuyện rắc rối. Thụ lo lắng, chắc ba cháu khổ tâm lắm, làm sao ổng ăn nói với dì cháu cho trôi đây. Lão Tự nói, lúc nào quan phủ cũng có vẻ tư lự, ai biết ổng vui hay buồn. Nhưng tía con ngà đã gửi gắm nó cho tôi, nên khi nghe chuyện động trời anh cằn nhằn tôi lắm. Thụ bỏ lão Tự chạy một mạch vào nhà trên. Ánh đèn thủy tinh treo giữa nhà sáng rực rỡ, phần nửa thân hình ông khuất trong bóng tối của một cây cột lớn bằng hôm tay. Mùi nhang trầm từ mấy bàn thờ bay tản mạn khắp gian nhà giữa. Thụ rón rén bước lại gần cha. Ông Phủ lên tiếng, còn đó hả Thụ? Dạ. Thụ ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện ông Phủ. Ông vẫn nằm bất động một lúc rồi mới nhởm dậy. Ông Phủ ngồi thẫn thờ trong chiếc ghế phô tơi đặt ngay dưới một bức tranh vẽ cảnh đồng quê ở châu Âu. Ông có vẻ trốn tránh cái nhìn của con. Ông nói bằng một giọng bạc nhược và thê thảm, ba nhờ con nói lại với con ngà rằng qua Tết ba sẽ lo liệu cho nó. À, ông thở dài, để cho cả nhà ăn Tết trọn vui, nhất là đừng làm phiền gì con trong mấy ngày đầu năm. Tại sao cha mình dùng kế quản binh,
Ngày thường vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói đanh thép và khô lạnh, cái nhìn sắc bén của ông làm người đối diện phải bối rối, khó lòng chống đỡ. Nhưng bây giờ Thụ chỉ còn đọc thấy trên khuôn mặt vốn dè dặt biểu lộ của ông một nỗi thất thần nhức nhối, một sự tuyệt vọng cùng cực. Thụ ái ngại cho cha. Ông Phủ chậm rãi nhồi thuốc vào bếp, nhìn Thụ tư lự. Ba ân hận lắm con à, chắc con trách ba lắm. Thụ vuốt thành ghế, ngẩng lên nhìn mắt cha. Biết đâu mai sau con trăng qua gấp 10 lần ba bây giờ. Câu nói dịu thấm nhuần khoan hồng của Thụ vẫn không làm ông Phủ nhoẻn miệng cười. Ông cũng thừa biết tâm tính của con ông. Đối với Thụ, mọi việc dù khó khăn đến mấy cũng trở thành dễ dàng. Thụ khác với cha, không e dè khi quyết định, không thích làm khó với chính mình cũng như với người xung quanh. Mọi người đều tìm gặp sự hồn nhiên trong vắt và lòng bao dung bát ngát ở Thụ. Chàng nhìn mọi trở ngại, mọi vấp lỡ nhẹ lân lân như đợt sương bay lơ lửng trên sông vào buổi sáng tinh mơ. Một nụ cười vừa hớm hỉnh vừa dịu dàng, lúc nào cũng như chiếu sáng khuôn mặt hồng hào, bụ bẩm của Thụ. Ông Phủ nhìn con chớp mắt, quay mặt đi nơi khác. Thụ vói tay lượm một tờ báo lật đọc. Lão Tự rón rén đốt thêm một tuần nhang trên bàn thờ. Thụ ngắm người lão bộc đang thành khẩn giữa chốn khói hương nghi ngút. Từ khi làm lễ tiễn ông Táo về trời, trên bàn thờ không bao giờ lão Tự để cho nhang tàn khói lạnh. Mấy ngọn đèn trong đốt từ ngày này sang ngày khác. Ông Phủ hướng về phía bàn thờ ông bà, rồi bỗng nói với Thụ. Mai năm nay tốt tươi hơn năm ngoái nhiều, chắc chắn sẽ nở đúng vào ngày mùng 1 Tết. Thụ mỉm mỉm cười. Công của bác Tự và con đó ba. Ông Phủ chợt nghĩ đến những cành mai hớn hở trổ bông đúng vào lúc giao thừa. Bà Phủ sẽ mừng rỡ cho là năm đó nhà cửa sẽ phát đạt hơn trong năm cũ. Bàn thờ ông bà rực rỡ với màu sắc của mai, cùng các thứ hoa quả xếp bày rất mỹ thuật. Các dĩa quả Tử to gần bằng cái sàn gạo, vẽ rối rắm tỉ mỉ. Những chim, bướm, bông, hoa đặt trên ba cái chân gỗ chạm trổ. Những bộ lư đồng đã chùi sáng bóng, những khuôn ảnh đã lau rửa sạch sẽ. Mọi vật dành cho nghi lễ đã được sửa sang tô điểm. Chỉ còn chuẩn bị phẩm vật cúng kiến nữa là xong. Thụ thầm nghĩ, người ta chỉ vui trong những ngày cuối năm khi đợi Tết đến. Bắt đầu qua chiều mồng 1 là mọi người đều băng khuâng vì thấy cái Tết sắp tàn. Nhưng thời gian nghỉ học ở nhà còn dài, Thụ sẽ được trọn vui đến khi cúng tất. Cảm thấy khát nước, Thụ men ra nhà sau. Ở đây vẫn nhộn nhịp, Tịnh và Ngự vừa mới gội đầu. Cả hai chỉ rảnh được có buổi chiều, bà Phủ bắt họ phải gội đầu trước hôm đầu năm 2 ngày. Theo bà thì tóc mới gội không bóng, lại có vẻ sơ sát nữa. Nếu gội đầu vào chiều 30 Tết, thì sáng mùng 1 trông tóc mất mịn đi. Ngự ngồi gần bên chiếc chảo nhôm nhỏ đặt trên cái rề xô. Nàng lấy những miếng bánh phồng tôm lụng dụng do Tịnh cắt còn thừa bỏ vào mỡ nóng. Mùi thơm tho và béo ngậy tỏa rộng. Tịnh và Ngự đều mặc áo tay cục bằng lụa bóng và trơn rất hợp với màu da trắng mịn của họ. Bà Phủ và Lại lo trải bàn, dọn chén đũa cho buổi cháo khuya. Đây là cái thông lệ dành cho người làm việc tới nửa đêm. Bàn trải khăn trắng, bày lối 10 chiếc chén kiểu màu trứng sáo và 10 đôi đũa sơn son. Giữa bàn là dĩa trứng vịt muối, một thẩu đường và một dĩa cá lụng dụng kho khô. Thật ra Thụ không thể ngờ rằng nhà mình bắt đầu suy sụp. Mọi cung cách tiêu pha vẫn còn giữ nguyên nề nếp. Chàng quên rằng ngày xưa những buổi ăn khuya bao giờ cũng được dọn cháo gà hoặc cháo bào ngư. Bà Phủ khéo gói ghém che đầy nên vẫn giữ gìn được đôi chút phong lưu cố hữu. Bởi vậy Thụ và Tường sống trong tuổi hoa niên thật an ổn, lòng tràn ngập tin tưởng. Thụ rót ly nước trà Huế, bà Phủ ngăn lại. Tối mà uống trà thì làm sao mà dỗ giấc cho được. Vì có nấu nước rễ chanh, mía lau, rau má, mã đề ở trong ấm nhôm kia cả. Uống thứ này mát tỳ mát vị ngủ ngon. Bà quay qua Tịnh và Ngự. Tụi bay có uống thuốc cảm chưa? Tịnh đáp. Dạ chưa. Bà Phủ trách. Con sao dại quá, gội đầu vào lúc tối dễ cảm lạnh, phải uống thuốc cảm để ngừa chứ. Tịnh đi về buồng riêng. Một lát sau nàng trở ra, tay cầm một cái hộp giấy khá lớn, vẻ mặt nghiêm trọng. Tịnh nói với bà Phủ. Con có cái này làm quà cho mợ. Bà Phủ mở hộp lôi ra chiếc áo hàng đen thêu những bông cúc vàng lớn bằng trái chanh. Mọi người chạy lại. Bà Phủ có vẻ mừng rỡ nhưng e dè. Không hiểu cỡ tuổi tao bận áo này có hạp mắt thiên hạ không đây.
Sẵn thấy bà phủ mặc áo túi bằng lụa trắng, ngự dục. Thì cô cứ mặc thử coi. Bà phủ nghe theo. Mọi người đều súm lại trầm trồ. Những thứ áo có bông lớn và sáng chói thường hợp với người đàn bà phong lưu, tuổi đã xồm xồm. Bà phủ lại bỏ đi về buồng riêng. Khi trở ra, bà đã bỏ áo vào trong hộp, mặt mày tươi rói. Bà nói với Tịnh: "Con thêu khéo thật, mợ bằng bụng lắm, nhưng con thêu hồi nào mà mợ không hay." Tịnh nói: "Con lén lấy áo của mợ, rồi tối nào cũng bỏ ra một giờ để thêu. Con muốn dành cho mợ sự ngạc nhiên vậy mà." Bà phủ nói: "Áo này không nên dùng để đi chùa, mà dùng để đi coi hát hoặc đi thăm viếng." Bà dây qua thù: "Con mời thằng Hoàng, rồi tổ hợp nhóm được rửa lại đây mà ăn uống." Thù bước ra ngoài hành lang sâu thẳm và tối om. Chàng đến thềm đá thì gặp lão Tự. Chàng hỏi: "Bác cúng nước xong chưa? Hai bác cháu mình qua nhà ngang một chút." Lão Tự lại bàn ông Thiên rót trà ra mấy chiếc chung nhỏ, rồi lấy dùi gõ vào chuông 3 tiếng. Chuông ngân dài chấm dứt buổi cúng kiến. Lão Tự tiến đến bên Thụ, đặt bàn tay lên vai chàng: "Chuyện gì vậy cậu?" "Chắc chắn là có chuyện cháu mới làm phiền đến bác." Thụ thêm: "Lát nữa bác về bên đó trước, cháu sẽ qua chơi. Bác nhớ châm trà ngon để hai bác cháu mình uống trà tâm sự." Khóe mắt trũng sâu của lão Tự thoáng reo vui. Lão đã xem Thụ như một đứa con từ ngày bà Phủ, mẹ của Canh, Thụ và Tường thất lập. Ông Phủ giao Thụ và Tường cho lão chăm sóc, dạy dỗ. Hai cậu con trai đó quấn lấy lão suốt ngày. Thành thử lão lại thêm một chức vụ khác trong ngôi nhà này, chức vụ gà trống nuôi con, cho đến khi ông Phủ tục quyền. Thụ nói tiếp: "Cháu muốn ngủ chung với bác, để nghe bác kể chuyện xưa, thời ông nội cháu. Bây giờ cháu phải tìm thằng Tường và thằng Hoàng đã." Chương 10. Chiếc ghe lầm lũi vào con rạch nhỏ, nước lớn trong xanh. Tường cho ghe vào bãi sậy, lau sậy tùm xanh ngắt. Gió thổi lá sậy cọ nhau kêu rào rào. Tường chui vào khoang ghe nói với Ngự: "Đây là thế giới dành cho hai đứa mình." Ngự rùng mình: "Em sợ anh à." Tường lại hỏi: "Em sợ gì? Có ai thấy chúng ta đâu." "Nhưng em vẫn sợ. Con gái như em thật là táo tợn. Uống 100 viên thuốc liều." Tường âu yếm dỗ dành: "Anh yêu em." Ngự nằm dài, kéo cổ Tường, để cho khuôn mặt Tường sát mặt nàng. Hơi thở run rẩy của Tường như tan loãng trong tiếng reo xôn xao của lao sậy. Ngự cười buồn: "Anh nói như trong tiểu thuyết, nhưng chuyện lén lút của tụi mình liệu giấu được cô em suốt đời không? Hay là..." Ngự rùng mình không dám nói tiếp. Nàng đặt nhẹ bàn tay lên bụng. Chưa có gì đáng ngại, nhưng khi nghĩ tới một mầm sống cục cựa trong đó, Ngự tối tăm cả mặt mũi. Đây là lần thứ 4 mà nàng hẹn hò với Tường. 3 lần trước dâng hiến cho chàng, nàng phải nhờ bóng tối đặc sệt ở ngoài giường để tự trấn an. Lần này nàng thấy rõ khuôn mặt đam mê và liều lĩnh của tình nhân. Tuổi trẻ bồng bột xóa nhòa mọi tính toán, và Ngự lại luôn chịu buông thả theo cơn thúc giục của trái tim và xác thịt. Tường nói: "Hay là anh sẽ thưa lại với dì để cưới em?" Ngự đắn đo: "Khoan đã, chúng ta chưa bị..." Ngự không dám nói tiếng kẹt tiếp theo. Tường lại hỏi: "Bây giờ em muốn anh phải làm gì bây giờ?" Ngự đặt môi lên môi Tường không đáp. Thời gian như ngưng lại. Khi nụ hôn chấm dứt, Ngự lại hỏi: "Sang năm anh được bao nhiêu tuổi?" 20 tuổi Tây, 21 tuổi ta." Tường lại nói: "Cỡ tuổi đó anh đủ tư cách làm chồng, làm cha được rồi." Ngự nghĩ tới tính tình khỉ khọn bạch tuộc, nét mặt giễu cợt, ánh mắt ranh mảnh của Tường, rồi lắc đầu thở dài. Tường lại hỏi: "Em còn tính toán gì nữa đó?" Ngự nũng nịu: "Em sợ." Tường trách móc: "Em không gan góc chút nào. Thà thú thật với người lớn rồi lấy nhau cho chắc ăn. Anh thì lúc nào cũng gan cùng mình, em thì bình thường nhát. Lâu lâu lại liều một chuyến, mà đã liều rồi thì lại liều hết mình." Tường ẩm ờ: "Hay là anh chèo ghe đưa em về nghe." Ngự cười xòa nói một hồi: "Thôi, lỡ rồi em cho lỡ luôn." Tường ôm chặt lấy Ngự, làm bộ nghiêm sắc mặt: "Em lẽ sự quá." Ngự do vảnh: "Người ta là con gái, phải tính trước tính sau, nghĩ tới nghĩ lui chứ bộ." Một tiếng chim hòa hét lên, cả hai giật mình. Tường mơn trớn an ủi:
Chim quạ kêu không có điềm gì ráo trọi. Sao anh biết? Tường nói, thì ông bà mình thường nói, chim cúi, chim mèo, chim heo kêu vào buổi tối mới có điềm xuôi. Ngự có vẻ an tâm. Ngoài khoang ghe lao sậy thôi reo di dút, Ngự nói, bức thư hồi âm cho anh không phải do em viết, mà do chị Tịnh gà giùm. Tường cười, thư tỏ tình đầu tiên của anh cũng do chị gà vậy. Nhưng điều đó đâu có cần, miễn là mình yêu nhau là đủ. Anh viết thư dở ẹt à, dân chương khô queo à. Ngự sực nhớ ra dặn, lát nữa anh chèo ghe đưa em qua chợ, em đi về bằng xe kéo. Ngự được bà Phủ chỉ thị đi bổ toa thuốc rượu cho ông Phủ. Nàng hẹn với Tường chèo ghe đến bến chợ cá. Bổ thuốc xong, Ngự tìm tình nhân, cả hai đưa nhau qua cù lao An Thành và cho ghe lũi vào con rạch này. Ngự nói một cách thiết tha, thương anh em không tiếc gì hết, danh giá phẩm cách gì em cũng đem chôn xuống bùn. Mai sau có bề nào mà anh bỏ em thì trời sẽ đánh anh 100 búa. Tường nói, em muốn thề thì anh xin thề. Ngự mẩm mỉm cười để mặt chàng thề. Nàng nói bằng giọng ổn thót, cấm sau này bứt cỏ bỏ lời thề, hoặc lội xuống sông chổng mông giải tội đa. Tường nổi giận, em sao nghiệt quá, bộ anh là hạng Sở Khanh sao? Dòng dõi anh chưa có ai ăn ở đoạn hậu, tuy ưa sanh tật đa thê. Ngự lại trách, ủa sao lại có vụ đa thê xem vào đây nữa, bộ muốn nói mại hơi hả? Tường nói, là anh nói vậy chứ đâu có ý mại hơi. Em sao nghiệt quá, chừng em mà làm vợ anh rồi chắc em ghen động trời. Ngự phì cười, ôi nói chuyện chi xa vời thêm tức cười. Bây giờ ráng làm sao chừng về nhà để cho cô em khỏi nghi ngờ, sanh rầy rà trong nhà đây. Tường quả quyết, gần Tết chắc em khỏi bị rầy, việc gì cũng phải đợi hết Tết gì mới tính. Buổi xế, Tịnh nảy ý đi chợ mua sắm. Nàng mặc chiếc áo dài màu xanh đọt chuối, quần sa tan trắng. Nàng không trang điểm phấn son, chỉ đeo đôi bông hột kết và sâu hột trai ngắn. Chợ chiều vẫn đông khách, nàng vào tiệm lựa mua 3 lượng trà ngon, 2 cân hồng khô và 1 cân trà là. Tịnh lại đi vào tiệm tơ lụa xem các mặt lụa, mặt hàng, nhưng rồi chẳng ưng bụng thứ nào. Nàng lại thầm nghĩ sẽ bớt ra nửa cân hồng khô cho Hoàng, mà phải cho cách nào, nói làm sao để chàng nhận quà. Tịnh cười thầm, chắc là phải nhờ Ngự và Tường. Cảm thấy khác, Tịnh bước lại gian hàng nước đá. Nàng kêu trái dừa tươi. Ở nhà gặp lúc rảnh rang nên Tịnh buồn bực, phải có làm việc này việc nọ, đầu óc mới khỏi nghĩ ngợi. Hôm nay đi chợ mua sắm mà nàng vẫn không vui, tâm trí lơ lửng hiu hắt. Bỗng Tịnh nhận ra Hoàng trong đám người đứng lẫn quẩn bên gian hàng bán bông. Tịnh toan bật kêu tiếng anh Hoàng, nhưng nàng kìm lại. Kêu như vậy tỏ ra mình quá niềm nở săn đón và tự mình làm mất giá của mình. Dẫu sao nàng cũng là gái, phải dàn xếp cho cuộc gặp gỡ được tự nhiên. Tịnh ngó chung quanh, nàng không tìm được phương cách nào cả. Nàng khổ sở bối rối, có cảm tưởng mình như con ruồi xa lưới nhện. Nàng tự giận mình, thường ngày nàng lanh trí, có nhiều sáng kiến kỳ diệu, thế mà bây giờ nàng không tìm cách nào để gặp Hoàng cho nó có vẻ thật tình cờ. Nhưng Tịnh khỏi thất vọng lâu, Hoàng đi về phía nàng, vẻ mặt thản nhiên tự tin. Chàng cúi đầu chào nàng. Cô Tịnh, cô đi đâu đây? Tịnh tay cầm ly nước dừa tươi, giọng thật vui và không giấu được vẻ nhí nhảnh. Em tính đi mua lụa về may áo, nhưng không biết chọn màu nào. Hoàng nhếch mép. Nước da cô trắng, dốc người cô đều đặn, mặc màu gì bông gì mà chẳng được. Tịnh làm như không để tâm đến lời khen nịnh của Hoàng. Nàng mời Hoàng uống nước. Hoàng kéo ghế ngồi đối diện với nàng. Hoàng nói, Tường nói với tôi là cô trang trí gian phòng của cô đẹp lắm, đầy những tranh ảnh khung thêu. Tịnh cười cười, coi vậy chứ em mua về gu lắm. Ý là cái gu không được thẩm mỹ lắm. Rồi nàng lại nói, hay là anh lựa áo giùm em đi. Hoàng nói, rất sẵn lòng, nhưng chỉ e rằng tôi chẳng giúp ích gì được cho cô thôi. Nắng ngoài đường dịu lần, Tịnh cố lảng tránh cái nhìn sắc ngọt của Hoàng. Nàng nghe tiếng tim mình đập hấp tấp, đó là tiếng nói của hạnh phúc từ đâu kéo về, làm quyên náo tâm trí nàng. Nàng như trôi trong cơn choáng váng rạo rực. Hai người sống bước giữa đám đông, Tịnh chợt tiếc. Nếu biết hôm nay gặp Hoàng và đi phố với chàng, nàng sẽ đánh phấn tô son và đeo thêm vài món nữ trang. Tịnh niềm nở mời,
Tết này anh nên ăn Tết với tụi này. Hoàng cười chớp mắt. Tịnh chợt ân hận. Có lẽ nàng đã gợi chuyện buồn cho Hoàng. Nàng cũng ăn Tết xa Hà Tiên, nhưng ít ra nàng còn sống trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình bà con. Còn Hoàng thì khác. Hình như anh có vẻ không vui. Hoàng cười ngao ngán. Có gì đâu cô. Tịnh nói. Đi với em cấm anh buồn. Hoàng cười. À, tôi ao ước được đi với cô nên đâu có buồn. Chàng nhìn rất sâu vào mắt Tịnh, làm nàng rùng mình. Nàng như bị khóa miệng. Tới tiệm hàng vải tơ lụa, Hoàng chọn cho nàng thứ lụa màu hoàng yến và một thứ gấm bông chữ thọ màu xanh lộn vàng. Khi bước ra khỏi tiệm, Tịnh hỏi: Bây giờ ta đi đâu? Hoàng mỉm cười: Chúng ta về nghe. Tịnh nói xuôi một cách rời rạc. À, về thì về. Tịnh lộ vẻ hờn mát. Nàng nghiêm sắc mặt nói tiếp: Cảm ơn anh, mình nên chia tay vậy. Đi chung về nhà coi bộ hơi bất tiện. Hoàng nói thật êm đềm. Cô Tịnh, cô nhận lời đi chơi với tôi chiều mát sẽ về nhà được không? Bỗng nhiên Tịnh tỉnh táo. Nàng rơi vào một trạng thái trong suốt bình lặng. Phải để cho trâu tìm cột, chứ ai đời cột lại tìm trâu một cách lộ liễu bao giờ. Tịnh từ chối. Cảm ơn anh, để khi khác em phải về kẻo mở em trong. Hoàng nín lặng. Cả hai rẽ đường, Tịnh đứng tần ngần. Nắng xế mà sao nàng thấy nắng có vẻ tươi trong. Giờ này trái tim nàng run rẩy như một chiếc lá. Nàng cần phải về nhà, tìm chỗ vắng vẻ để tận hưởng từng chút những giây phút sung sướng rạo rực. Tịnh kêu chiếc xe kéo, suy nghĩ vẫn dơ, tới nhà hồi nào mà nàng cũng không hay. Bà phụ trách: Con mua sắm chi cho nhiều vậy? Tịnh chỉ gói trà giải thích cho xong chuyện. Trà này để cho cậu phủ uống lấy thảo, còn hồng khô và trà là để dành đem đi Hà Tiên. Về quê nhà phải có chút ít phẩm vật cho bà con lối xóm. Tịnh chợt nghĩ tới cảnh vật hùng vĩ ngoạn mục ở xứ sở nàng. Nếu nàng rủ được Hoàng đến giếng cảnh đó. Tịnh rửa mặt rồi vào bếp coi lại sửa soạn bữa ăn chiều. Nàng nhìn thấy mâm cơm dành cho Hoàng có sẵn chiếc dĩa vẽ hình bông cúc xanh, liền bỏ vào đó vài trái hồng khô và vài trái trà là. Lại liếc trộm Tịnh, rồi đó cả hai nhìn nhau yên lặng, có vẻ dò xét. Tịnh liền rút lên phòng mình. Căn phòng của nàng được chăm sóc rất chu đáo. Những quyển sách bọc gấm, những món đồ chơi bằng thủy tinh, những con chó, những con búp bê nhồi bông được xếp bày ngăn nắp trên chiếc kệ quang dầu. Trên tường treo những khung thêu, những tấm ảnh tài tử chớp bóng. Tịnh mở cửa sổ, ánh nắng xiên khoai tràn ngập trên chiếc chăn nệm đắng tinh. Nàng áp chiếc gối tai bèo bằng vải màu bông phấn vào ngực. Tai nàng còn vang vẳng những lời khen của Hoàng về căn phòng này. Tịnh đứng dậy, mở chiếc hộp bằng cây nu đen khảm sa cừ, lấy một chai nước hoa. Nàng rẫy vài giọt lên tóc, cổ và ngực mình, rồi rẫy một vài giọt vào chăn nệm. Dường như nàng không còn chứa đựng được chính mình nữa. Cả tâm hồn nàng sắp sửa trào lên. Buổi chiều ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, nàng đứng bên chấn sông. Cây trứng cá trổ lá nõn như nhung. Sắc trời đỏ rực bên kia bức tường thành cao có gắn lởm chởm những mảnh chai. Tịnh hát nho nhỏ và sai điệu một bài hát quen thuộc mà nàng không nhớ tên. Dù sao cùng với bài hát, những sao động dữ dội trong tim, trong óc, trong toàn thân nàng mới lắng dịu lần lần. Giờ này Hoàng vẫn chưa trở về lẫm lúa. Chương 11. Lão Tự vội vã bước xuống bậc tam cấp, đi theo con đường trải đá sỏi ngập tràn bóng tối. Gió về đêm từ dưới sông thổi lên rờn rợn da thịt. Một trái chín rục rơi đơn độc xuống nền đất khô rắn chắc. Xuyên qua mắt cáo của căn nhà dành riêng cho lão, ánh đèn thắp sáng. Chợt nghe tiếng thụ ong ống dại mọt ca bản quốc thiều. Lão mỉm cười tự nghĩ: Thằng thụ đi đến đâu là có tiếng tâm đến đó. Lão bước vào hàng ba, ghé mắt qua phên vách. Thụ nằm dài trên ghế bố và mọt ngồi trên ghế đẩu, tựa lưng vào vách hát theo thụ. Cả hai có vẻ vui sướng hả hê một cách trẻ con. Đến lượt mọt dạy cho thụ mấy bài hát bằng tiếng Miên. Khi thụ hát sai, cả hai cười ồn ào. Mọt nói: Dơ, cậu thụ hát giỏi quá ha, giống hệt người đàn tu vậy. Thụ ẩm ờ: Anh tính coi có cô nào đẹp ở Sóc Xu làm mai cho tôi đi. Mọt xua tay: Dơ, nếu có cô gái đẹp thì tôi đâu có bỏ sư lên đây. Thụ ngồi sớm dậy: Sao tôi nghe nói con gái đầu gà đít vịt đẹp lắm mà.
Dơ, đàn tôi đẹp cũng không bì cho người Việt đâu. Thụ làm ra vẻ nghiêm trọng, hỏi nhỏ mọt. Anh thấy đàn anh có ai đẹp hơn chị Lài không? Dơ, nếu con gái ở Sóc Xu đẹp hơn con Lài, thì người ta cưới tôi từ lâu rồi. Thụ nhìn qua bên kia vách chỗ Lài ở, thấy không có nàng ở nhà nên tha hồ trêu mọt. Nè, anh Mọt, sao không biểu chị Lài cưới anh gấp đi? Mọt mở to đôi mắt nhiều tròng trắng. Dơ, biểu nó cưới tôi hoài mà nó không chịu. Tôi nhờ Lão Tự giùm nó giúp tôi mà Lão chỉ cười hoài hè. Lão Tự bước vào, Mọt khét lên. Dơ, nhắc tới Lão là Lão bò vô liền. Phải chi nhắc con gái được như nhắc Lão thì tôi hên biết bao. Mọt kéo chiếc ghế dựa mời. Mời ông Mai giùm ngồi nói chuyện chơi. Lão Tự cười đưa hàm răng khuyết mất vài chiếc rụng, vỗ vai Mọt. Mày coi, cậu Thụ lớn tuổi hơn mày mà vẫn chưa có đòi vợ. Dơ, cậu Thụ mới đòi lấy vợ miên hồi nay đây. Lão Tự cười ngất một hơi rồi hỏi Thụ. Qua đây có việc gì vậy à, cậu ấm? Thụ ngồi dậy, dục Mọt khiêu đèn cho thật sáng và bắt Lão Tự đứng nhìn ra ngoài trời trong giây lát. Lão Tự bước ra ngạch cửa nhìn về phía dòng sông. Dòng nước đen loang loáng như một dải lụa mung. Sớm chài lưới bên kia thắp đèn leo lét. Lão Tự hồi hộp chờ đợi và đoán Thụ sẽ bày ra một trò chơi chắc là thú vị lắm. Thụ vốn thích phân phát, rải rộng nguồn vui tươi của chính mình cho kẻ khác. Lão Tự muốn níu kéo ngày Tết lâu dài hơn để giữ Thụ lại bên cạnh mình và tìm nơi Thụ tình thương và hình ảnh một đứa con. Hồi Thụ còn nhỏ, bà Phủ đã biến Lão Tự thành một người vú em bất đắc dĩ vì dạo đó bà không thích nuôi người giúp việc đàn bà, con gái. Bà thường nói với Lão Tự: Thê bất như thiếp, thiếp bất như tỳ. Bà ghen tuông kinh khủng, nhưng rồi ông Phủ cũng lén lút vụng trộm. Đàn ông mà. Thụ đến sau lưng Lão reo lên: Bây giờ bác có thể quay vào. Quà tặng mừng năm mới của bác treo trên vách đó. Lão Tự đụng đỉnh bước vào, ngước nhìn lên vách. Một bức họa bằng bút than vẽ hình Lão Tự. Tuy người trong tranh không hoàn toàn giống Lão, nhưng nụ cười hóm hỉnh và mớm mém, đôi mắt trũng sâu nhưng sáng rực trong bức họa, khiến người ta không thể lầm lẫn với một ai khác Lão Tự được. Lão không giấu nổi cảm động, vuốt lưng Thụ. Cậu ấm học vẽ hồi nào mà tôi không hay? Lâu rồi. Bác coi có tệ lắm không? Lão Tự cười khề khà. Nét vẽ tuy sơ sịa nhưng cũng khá giống. Cậu nhìn tôi hồi nào mà vẽ vậy? Cháu phỏng theo cái ảnh bác chụp chung với tụi cháu hồi xưa. Chàng nhấn mạnh. Đây là bức ảnh vẽ đầu tiên của cháu sau khi được thằng bạn chỉ dạy một tuần. Thụ vốn khôn ngoan. Chàng vẽ hình Lão Tự bịt khăn đóng, mặc áo dài gấm, đi giày hàm ếch, giống như thầy cai tổng. Lão Tự nhớ lại cái ảnh Lão đứng chụp chung với Tường và Thụ. Trong ảnh Lão mặc quần đùi, áo bà ba móc thích. Bây giờ trong ảnh, Lão lột xác thành một ông quan lớn địa phương. Lão bằng lòng lắm, khen nức nở. Mới học lai rai mà vẽ thật thần sầu. Mọt ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ đắc ý nói với Thụ. Cậu có rảnh vẽ cho tôi một cái treo trên đầu nằm chơi ngang. Thụ gật đầu lia lịa và hẹn sẽ khai bút vẽ cho Mọt một bức vào việc đầu năm. Chàng căng dặn. Tôi vẽ hình anh để anh đem tặng chị Lai ngang. Nó không chịu lấy của tôi đâu, nó muốn cưới cậu Hoàng đó, cậu biết chưa? Mắt Mọt gợn buồn và đột nhiên gã rơm rớm nước mắt. Thụ lật đật phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng cách làm cho Mọt yên tâm. Chị tỉnh cưới anh Hoàng để chị Lai cưới anh chịu không? Mọt như chụp được cơ hội. Dơ, sao cậu biết cô Tịnh muốn cưới cậu Quang? Đó là tôi ao ước vậy thôi. Anh phải khấn vái thổ địa ở Sóc Xu đi. Mọt có vẻ tin tưởng. Tôi cũng gặp cô Tịnh nói chuyện với cậu Quang hoài. Thụ lại hỏi. Sao anh nói chị Lai đòi cưới anh Quang? Anh ghen nói bậy hay là quả thiệt như vậy? Mọt ngượng rồi gượng cười. Tôi thấy con Lai nói chuyện dòm ngó cậu Quang hoài nên tôi nghi vậy thôi. Chớ tôi biết cậu Quang ăn học giỏi, đâu có chịu cho nó cưới mà nó ham. Lão Tự can. Thôi, chừng nào cưới nhau sẽ hay. Tụi bay đừng có trộn rộn, bà Phủ hay được là bị rầy cả đám đó. Rồi lão dây qua Mọt. Ráng làm việc cho có gạo rồi tao nói nó cưới mày. Chưa có gạo mà chào rào trộn rộn, nó mắng cho mang xấu. Lão Tự nheo mắt nhìn Thụ, rồi vừa hớp từng ngụm trà, vừa chiêm ngưỡng bức họa.
Có một thời lão đã bắt bồ với một người tớ gái của cụ cả bà. Thế rồi người yêu của lão bỗng chết vì bệnh đậu mùa và được chôn trong cuộc đất của dòng họ Nguyễn dưới bóng mát cây sao. Lão coi như mình đã trải qua một đời vợ. Sau đó lão cũng mèo mỡ lén lút với một vài người đàn bà trong xóm, nhưng tất cả cũng chỉ là những mối tình qua đường mà thôi. Trái số cô độc đã được trời gắn dính vào cuộc đời lão. Bây giờ đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, lão chẳng còn ao ước gì hơn là sau này khi chết lão sẽ được chôn trong cuộc đất của dòng họ Nguyễn. Ông phủ có hứa với lão là sẽ cho Tường và Thụ để tang lão một năm và sẽ dọn cho lão một cái bàn thờ. Bởi đó lão không có chút sợ hãi đối với cái chết ngày một gần kề. Tiền lúa ruộng dành phần cho lão chỉ đủ để lão tiêu pha rượu trà chút đỉnh, nhưng lão vẫn giấm dúi cho Thụ và Tường. Lão cũng góp nhặt mua vài chỉ vàng đem chôn dưới một gốc giường phòng khi đau ốm. Lão tự chế ao ước sau những buổi chăm sóc bông kiển cho ông phủ, lão được uống một bình trà, ăn một miếng đường thốt nốt cho qua một buổi tối nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lão nướng một con khô sặc nhâm nhi với một vài chung rượu ngâm với rễ cây nhàu, ngũ vị hương và vài muối mít nướng thơm phức. Cơn độc ẩm đó sẽ giúp cho lão quên đi cuộc đời cô độc và kiếp tôi đòi hiện tại, để lão nghĩ tới thời trai trẻ và cái quá khứ hưng thịnh trong căn nhà cổ kính này. 30 Tết, Ngự và Tịnh phụ giúp bà Phủ làm cỗ rước ông bà. Căn bếp ấm áp, nồi bánh tét sôi từ 4 giờ chiều và phải để lửa riu riu giữ cho bánh còn nóng hổi lúc giao thừa. Ngự ngồi bên nồi bánh, những trận gió lạnh lẽo ào ào bốc lên từ ngoài vàm vẫn không ngớt thổi về. Tịnh bước lại gần Ngự, hơ hai bàn tay ngón thon dài trên bếp lửa, thì thầm với bạn: "Lát nữa tụi mình qua lẫm lúa coi Thụ và Tường trang trí gian phòng của anh Hoàng." Ngự cười dài nhìn Tịnh tinh quái. Tịnh đỏ ửng vành tai, đẩy thanh củi vào lò im lặng. Ngự đập nhẹ vào vai Tịnh: "Hôm nay cô của em xả cản chẳng rình rập bọn mình nữa đâu. Ít ra bà cũng ngọt ngào nới tay cho tụi mình ăn Tết lấy hên chứ." Tịnh cười: "Thầy Pháp nới tay là ma quỷ lọng." Hai người con gái cười rút xích. Tịnh đã biết từ tình ý của Hoàng từ hôm đi mua hàng lùa. Nàng thường lui tới mượn sách của Hoàng, loại sách ái tình ướt át. Trong sách, nếu gặp những câu nào đề cập tới tâm lý ái tình là Hoàng gạch đích, rồi viết ra ngoài lề ba chữ: "Tê nghĩ sao?" Bà Phủ từ trên nhà bước xuống rầy: "Hai đứa bay làm gì mà đùng cục quanh nồi bánh tét vậy? Con Tịnh lại xếp mứt vô quả cho mợ đi." Tịnh ngó Ngự cười, rồi kề tai Ngự nói nhanh trước khi đi: "Tao biết lắm mà, bả sợ hai đứa mình ráp lại đặng bày mưu độc sử cho nhau." Ngự vuốt mớ tóc mây của mình, ánh lửa hồng nhuộm lên đôi má nàng. Lòng nàng mọc lên những hạnh phúc đầm thắm khi nhớ lại cái đêm bên cạnh đầm nước trong vườn cây. Nàng yêu tất cả loài người cuộc đời, muốn ôm ấp thế giới quanh mình bằng cái nhìn lạc quan âu yếm kể từ đêm đó. "Chị Ngự!" Ngự quay lại nhận ra Chiêu đang khệ nệ bưng mấy trái dưa hấu xuống bếp. Chàng để hai trái dưa xuống bộ vạt, đến bên Ngự nói khẽ: "Anh Tư muốn gặp chị dưới lẫm lúa ngay bây giờ. Chị để mặc em coi chừng nồi bánh cho." Ngự lắc đầu: "Em xuống nói với anh Tường giùm chị là chị đang bận lắm, đợi sau giao thừa chị sẽ đến gặp anh ở đầm nước." Chiêu gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống nhìn đăm đăm vào nồi bánh tét, có vẻ buồn bực. Mùi nước hoa ngang ngát bốc từ thân áo của Chiêu. Chàng nói thật khô khan: "Nhà này rồi ai cũng sẽ có gia đình riêng, chỉ còn mình em với lão Tự." Ngự nhìn Chiêu không biết nói sao. Chiêu lấy đôi đũa cái trở những đòn bánh tét đang trồi lên khỏi mực nước trong nồi. Ngự quan sát khuôn mặt trái xoan trắng mịn của Chiêu. Đôi mắt chàng hình lá râm, đen láy, hợp với cặp môi đều đặn và sống mũi thanh tú. Chiêu cười chua chát: "Em sẽ là lão Tự thứ hai, dò dỏ một thân trong tuổi già." Ngự vuốt lưng em: "Không con, còn có cháu. Mai sau chị sẽ cho em một đứa con hữu hỷ nghen." Chiêu lắc đầu, lộ vẻ thất vọng: "Con ai sao bằng con mình, phải không chị?" Ngự lấy que củi cời tro, im lặng buông xuống chỗ hai người. Chỉ còn tiếng nổ lách tách của mấy nhánh cây khô dưới sức nóng của lửa chiếu đỏ căn bếp. Chiêu lẩm bẩm: "Phải chi em là con gái?" Ngự hỏi: "Để làm gì Chiêu?" "Để thưởng thức cái thi vị của tình yêu. Em mơ được là chị Tịnh." "Sao em không mơ được là chị?" Chiêu tiếp: "Nhiều khi em cảm thấy mình vô lý hết sức. Em đã ghen với cái duyên sắc của chị Tịnh. Nếu em là con gái, em sẽ còn nhiều mánh khóe hơn chị,
duyên dáng và thông minh hơn chị. Chiều có vẻ mơ mộng. Anh Hoàng có vẻ lôi cuốn quá hén chị. Hạnh phúc cho cô nào được ảnh yêu sau này. Em thích loại người đàn ông có vẻ chững chạc như ảnh. Sao lại có thể có một hiện tượng quái gở trong tâm trạng Chiêu như vậy? Ngự nghĩ. Đáng lý cái thân xác không ngã ngủ của Chiêu đã giúp chàng thoát khỏi những rung động buồn vui của tình yêu trai gái thường tình. Chiêu lặng lẽ đứng dậy, còn ngoái lại. Chị bỏ qua những điều em nói nãy giờ. Ngự lặng ngắt cả tâm hồn. Đêm 30 Tết yên tĩnh quá. Tiếng vĩ cầm bên lẫm lúa trộn lẫn tiếng cười giỡn xôn xao của Thụ và Tường khoảng xa. Ngự tự hỏi, bây giờ Chiêu sẽ làm gì? Chắc hẳn chàng sẽ trở về căn phòng rộn rực những màu sắc êm dịu và sực nước hương thơm, úp mặt vào gối, khóc lén lút. Ngự quyết định không tiết lộ những tình cảm kỳ quặc của Chiêu với bất cứ ai trong nhà này, nhất là với Tịnh. Nếu biết được chắc hẳn Tịnh sẽ khổ tâm, nghĩ ngợi, và biết đâu Hoàng cũng sẽ chẳng gấp rút dọn đi nơi khác. Ngự lại nghĩ đến bóng Lại thường thấp thoáng ngoài sàn nước. Lại đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ, chỗ Hoàng đang chúi mũi vào trang sách trong những chiều tạnh ráo và êm ả. Đó là lúc Lại đã làm xong công việc nhà. Ả ăn mặc tươm tất hơn. Ngự thường bắt gặp má và môi ả đỏ phơn phớt màu giấy hồng đơn và một chút phấn chì trắng mỏng tô nhẹ khắp khuôn mặt của ả. Lại thường đứng sớ rớ cho đến khi Hoàng ngước mặt lên êm ái hỏi, chị Lại ăn cơm chưa? Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó mới làm Lại rời chỗ đứng một cách thỏa thuê dễ chịu. Ngự cười thầm, Hoàng xuất hiện đã làm đảo lộn nếp sống ở đây, điều mà bà Phủ chưa thể ngờ được. Những tình yêu hướng về chàng sao mà lương lẹo, bí ẩn, và chắc chàng cũng không ngờ tới. Tịnh trở lại căn bếp, níu lấy Ngự. Thôi, mày đi chơi đi, tao ngồi canh nồi bánh giùm cho. Ngự nói, em ngồi đây dễ chịu hơn. Tịnh dục, mợ kêu mày thay quần áo mới, chờ đến giao thừa lên bàn thờ lại mừng tuổi ông bà. Ngự nhìn qua lớp quần áo nặc nồng mùi khói bếp của nàng, rồi đi về nhà tắm. Trong bếp chỉ còn Tịnh, nàng kiểm điểm những nồi niêu son chảo và mọi món ăn dành cho những ngày chưa chớm chợ. Tịnh nhìn nồi thịt kho bày trên bộ ván kê trong bếp, những miếng thịt vuông với lớp da trông như hổ phách, cột chặt bằng dây lát chéo bốn mặt. Đây là món ăn chính trong 3 ngày Tết, cho tới ngoài ngày cúng tất. Tịnh cảm thấy ngao ngán khi ra viên. Cuộc sống trở lại bình thường, Tịnh như sẽ có thể nhìn thấy hương vị Tết còn lưu luyến ở nồi thịt kho đã chín rục với lớp mỡ trong suốt nổi trên mặt mà buồn dơ dẫn. Trong lẫm lúa, ánh đèn măng sông sáng quắc len lỏi vào tận các ngõ ngách. Hoàng ngồi với Thụ, Tường và Chiêu nói chuyện tào lao. Chàng ngắm nghía chiếc bàn thờ đặt trên cái kệ đính giữa vách lẫm lúa, chiếc bình thủy tinh màu xanh da trời cắm cành mai trụi lá và lác đác một vài bông nở đúng lúc. Hai chiếc chân đèn bằng đồng được chùi bóng loáng. Không một di ảnh của người quá cố, nhưng đây là chỗ thờ phụng tạm bợ dành cho mẹ của Hoàng trong mấy ngày Tết. Lão Tự nảy ý dời về ăn Tết chung với Hoàng cho đầm ấm. Gia đình ông Phủ chia làm hai phe. Lẫm lúa dành cho Hoàng được chọn làm nơi họp mặt của những người giúp việc. Dù không hẹn nhau, nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh giống nhau, ăn Tết xa nhà. Nhưng Tường và Thụ ham vui đều đưa tay tình nguyện ăn Tết trong lẫm lúa. Ở đây họ có thể cười giỡn tự do, có thể nói tiếu lâm thả cửa, cho đến khi uống hết ấm trà lớn gần một ôm tay cũng không hay. Ngôi nhà cổ còn lại hai vợ chồng ông Phủ. Lão Tự phải chạy lên chạy xuống lo phụ giúp việc cúng bái lễ nghi ở nhà trên và chia vui với bọn trẻ trong lẫm lúa. Suốt mấy ngày nay mọi người đều góp công vào việc trang trí lẫm lúa. Lão Tự đóng kệ thờ, Lại quét dọn, lau chùi từ trên vách đến sàn ván. Rìm màn do Tịnh và Ngự mai cắt rồi treo lên. Thụ và Tường đem bàn ghế trên nhà xuống bày biện. Gian nhà tối tăm ẩm mốc trước kia đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Đây cũng là cơ hội cho Tường và Ngự chuyện giảm với nhau. Hoàng và Tịnh đã hết lúng túng trước mặt mọi người khi họ bị thiên hạ bóng gió cắp đôi. Thụ sôi động nhất, chàng chơi chữ bỡn cợt người này, phá phách kẻ kia, tiếng cười sôi lên từng chập. Bà Phủ hỏi chồng, không biết bầy trẻ nó làm gì mà ao ao cả ngày dưới đó. Ông Phủ ra ngoài thềm rồi quầy quả trở vào, thầy kệ đó, mấy ngày Tết cho tụi nó ăn chơi thỏa thích. Bà Phủ làm thinh nhưng vẫn ngấm ngầm bất mãn. Ngự từ buồng riêng bước ra mặc chiếc áo màu vàng nhạt. Nhìn thấy Tịnh đã thay xong chiếc áo màu hường, Ngự hỏi,
chị không đánh phấn tô môi. Tịnh phì cười, đón giao thừa mà mày làm như đi coi hát. Rồi Tịnh nhìn Ngự thân mật. Năm tới Ngự được bao nhiêu tuổi? 19 tuổi ta. Hoàng đem chiếc vĩ cầm ra kéo, Chiêu gõ tay xuống bàn, làm gì phát theo. Tịnh lặng cả người. Chiêu hát thật điêu luyện. Khi chàng hát, chàng biến hình lột xác. Tịnh có cảm tưởng mình đang tham dự buổi trình diễn của một nghệ sĩ chân chính. Nét mặt của Chiêu thanh thoát kỳ lạ. Dường như âm nhạc đã che lấp hoàn toàn những lỗ lăng quái gở trong dáng điệu và cách thức ăn diện của Chiêu lúc thường nhật. Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bé bàng. Khi bản nhạc dứt, mọi người vỗ tay tán thưởng. Tịnh yêu cầu Chiêu hát lại bản Đêm Đông. Cả bọn nhao nhao phản đối, giọng thụ to ác tiếng người khác. Ai đời tết nhất mà kéo bản buồn muốn chết? Bộ chị không sợ rầu rĩ suốt năm hay sao? Tường chen vào. Ai đời đơn vĩ cầm mà hát theo thì ma nó thưởng thức. Thôi, để một mình thằng Hoàng độc tấu. Hoàng nhìn qua phía Tịnh và nâng chiếc vĩ cầm lên bờ vai. Dáng điệu chàng chậm rãi thong dong. Tất cả im lặng. Bản nhạc thật du dương, tươi sáng, mơ màng âm hưởng thánh ca. Lúc đó Chiều cảm thấy mình như con cá mắc cạn. Chàng cắn hột dưa, tâm hồn u ám. Hết tập 4. Còn tiếp.